Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Hai ngày 18 tháng 5 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Đài Loan phá vòng vây từ Trung Quốc. Những ngày này trong tháng 5 sẽ chứng kiến một tình thế chớ trêu khi một trong những chủ thể thành công nhất trong việc bảo vệ người dân vượt qua được cục tàn sát của đại dịch viêm phổi Vũ Hán sẽ không được mời tham dự họp đầu tiên của ngành y tế toàn cầu kể từ khi đại dịch virus corona bắt đầu, nơi các quan chức y tế sẽ gặp nhau qua mạng vào tuần tới tại Hội đồng Y tế Thế giới WHA để quyết định thế giới nên giải quyết cuộc khủng hoảng như thế nào. Được biết, Đài Loan đã từng tham gia tổ chức WHA, cơ quan ra quyết sách của Tổ chức Y tế Thế giới, với tư cách quan sát viên từ năm 2009 đến năm 2016 khi quan hệ hai bên bờ eo biển ấm lên. Đây là hình ảnh Đài Loan từng tham gia của Tổ chức WHA với tư cách quan sát viên tại Tổ chức Y tế Thế giới với cái tên Đài Bắc Trung Hoa. Tuy nhiên, Trung Quốc đã ngăn Đài Loan tiếp tục vai trò này tại Tổ chức Y tế Thế giới từ năm 2016, sau khi bà Thái Anh Văn, người từ chối công nhận chính sách một Trung Quốc, đắc cử. Nhưng trong đại dịch viêm phổi Vũ Hán này, Đài Loan đã được quốc tế hoan nghênh vì đã ngăn chặn được thành công và nhanh chóng có hiệu quả sự lây lan của virus khi chỉ ghi nhận 440 trường hợp bị nhiễm và 7 trường hợp tử vong trong dân số 23 triệu người. Đài Loan cũng tự tin có một nền tảng chia sẻ kinh nghiệm của mình với thế giới. Trong những tuần gần đây, Mỹ, châu Âu và Nhật Bản và một số quốc gia khác đã ủng hộ Đài Loan tham dự cuộc họp của WHA vào ngày 18 tháng 5 với tư cách quan sát viên. Học giả Ricker, giáo sư khoa học chính trị tại Davidson College và nhà nghiên cứu lâu năm về Đài Loan nhận định bây giờ có thể đang có sự giảm dần kiên nhẫn từ một số quốc gia trước sự phản đối từ Trung Quốc. Một phản đối cảm thấy rất trừu tượng và ý thức hệ trong khoảng khắc, bạn biết đấy, thảm họa toàn cầu. Vào ngày 8 tháng 5, các nhà lãnh đạo của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Hoa Kỳ đã gửi thư tới gần 60 quốc gia và nói rằng chưa bao giờ quan trọng hơn để chúng ta đảm bảo tất cả các quốc gia ưu tiên an toàn và sức khỏe toàn cầu hơn chính trị. Đây là hình ảnh Ngoại trưởng New Zealand Winston. Ủy ban này nói rằng chiến thuật bắt nạt của Trung Quốc đã làm suy yếu khả năng của Đài Loan trong việc đóng góp cho các nỗ lực đáp ứng quốc tế và khiến mọi người gặp rủi ro cao hơn. Vì vậy, họ phải được phép tham dự cuộc họp. Một số cường quốc bao gồm châu Âu, Nhật Bản, Canada, Úc, New Zealand đã phản ứng mặc dù không nước nào đề nghị từ bỏ chính sách một Trung Quốc. Khi New Zealand ủng hộ đề nghị tham dự cuộc đàm phán của Đài Loan, Trung Quốc đã phản ứng giận dữ khi nói rằng điều này có thể làm tổn hại mối quan hệ song phương. Nhưng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Winston Peter đã nói trong cuộc họp báo rằng chúng tôi phải đứng lên tự bảo vệ mình và tình bạn thực sự dựa trên sự bình đẳng. Trung Quốc mặc dù đang đối mặt với chỉ trích quốc tế là nguồn gốc của đại dịch cùng những sai lầm trong những ngày đầu của sự lây lan, đã phản ứng rất mạnh mẽ trước sự ủng hộ của phương Tây về việc Đài Loan tham dự cuộc họp trên. Giáo sư Alexander Huok cho biết trong những năm gần đây, quan hệ đối ngoại của Trung Quốc đã trở nên có khuynh hướng dân tộc hơn rất nhiều và nhằm bảo vệ hình ảnh bản thân của nước này và không khoan nhượng với bất kỳ lời chỉ trích nào. Vì đại dịch, Trung Quốc đã trở nên nhạy cảm hơn với những lời chỉ trích từ thế giới bên ngoài, và mặt khác, giờ đây, Trung Quốc tận hưởng nhiều năng lực hơn để thể hiện sức mạnh và quyền lực của mình. Trung Quốc luôn nổi giận với những gì họ gọi là sự can thiệp của nước ngoài vào các vấn đề nội bộ. Nhưng lần này, Bắc Kinh đã thực sự tăng tốc độ tức giận và các mối đe dọa định vị mục tiêu của Đài Loan trong việc có mặt tại Tổ chức Y tế Thế giới như một nỗ lực để giành độc lập. Đây là hình ảnh eo biển Đài Loan rộng 180 km ngăn cách giữa Trung Quốc và Đài Loan. Truyền thông nhà nước Tân Hoa Xã đã đăng một loạt các bài báo đặc biệt tấn công nước Mỹ. Chỉ có một Trung Quốc trên thế giới, chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là chính phủ hợp pháp duy nhất đại diện cho toàn bộ Trung Quốc, và Đài Loan là một phần không thể thay đổi của Trung Quốc, Tân Hoa Xã đã nói như vậy. Tờ báo này cũng kêu gọi Hoa Kỳ ngừng chỉ trích các phản ứng quốc tế đối với đại dịch. Hoàn Cầu Thời báo, một tờ báo nhà nước thường hô hào tinh thần dân tộc của Trung Quốc, đã đăng một bài xã luận nói rằng điều này có thể đặt Trung Quốc vào vị trí sử dụng vũ lực, một mối đe dọa được nước này lặp đi lặp lại. Hậu quả duy nhất có thể xảy ra là đại lục xét việc kết thúc trò chơi vô nghĩa này bằng cách giải quyết câu hỏi Đài Loan một lần và mãi mãi thông qua các biện pháp không hòa bình. Tờ báo này đã viết như vậy. Ngay cả trước khi đại dịch xảy ra, sự hiện diện quân sự gia tăng ở Biển Đông và eo biển Đài Loan
rộng 180 km ngăn cách hai nước, nhưng sự phô trương sức mạnh đã biến thành cảnh báo. Trong 3 tháng qua, Trung Quốc đã gửi thêm nhiều loại máy bay ném bom, máy bay trinh sát và máy bay chiến đấu trên không. Đội tàu hải quân của họ đã thực hiện nhiều cuộc tập trận hơn trước trong khoảng thời gian. Ông Hoàng đã nói như vậy. Trong một cuộc phỏng vấn với AFP khi được hỏi về lập trường của Đài Loan khi Trung Quốc cáo buộc Đài Loan rất có thể tận dụng dịch bệnh để tiến đến tuyên bố độc lập, Ngoại trưởng Đài Loan đã khẳng định mong muốn duy trì nguyên trạng để sống trong hòa bình và ổn định của quốc đảo này. Đây là hình ảnh nhằm đối phó với vấn đề dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán có dấu hiệu lan rộng. Chiều ngày 20 tháng 1 năm 2020, Sở Quản lý và Kiểm soát Dịch bệnh CDC thuộc Bộ Y tế Phúc lợi Đài Loan đã thành lập Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương cấp độ 3. Ông Ngô Trương Tiếp, Ngoại trưởng Đài Loan tuyên bố, vào một thời điểm dịch bệnh ập đổ đến Đài Loan cũng như những nơi khác trên thế giới, điều duy nhất mà chúng tôi lo lắng là làm sao khả năng đối phó với tình trạng này và hỗ trợ tốt nhất phần còn lại của thế giới. Nếu lấy ví dụ chiến dịch để gia nhập Tổ chức Y tế Thế giới, chúng tôi đã tiến hành việc này từ năm những 2000 và năm nay chúng tôi chẳng làm gì hơn ngoài những gì chúng tôi đã làm được trước đây. Năm nay còn có một sự khác biệt, đó là Đài Loan đã chứng tỏ được khả năng kiềm hãm dịch bệnh và vì lý do này đã có một sự công nhận mạnh mẽ hơn cho việc Đài Loan gia nhập Tổ chức Y tế Thế giới. Và điều đó chẳng có gì liên hệ với việc Đài Loan mong muốn tuyên bố hay đòi độc lập. Dù Trung Quốc khẳng định mạnh mẽ rằng Đài Loan thuộc về Trung Quốc, thì ai cũng biết điều đó là sai. Thực tế không phải như thế. Thực tế chính là Đài Loan đã tự thân tồn tại rằng Trung Quốc và Đài Loan là khác nhau và hai bên bờ eo biển Đài Loan được quản lý bởi hai chính phủ khác biệt. Cho nên, cần cẩn trọng trước những gì Trung Quốc đang làm cho một số nước phải tin, thậm chí trước những gì Trung Quốc buộc những nước đó phải nói công khai, nhất là khi Bắc Kinh muốn làm cho mọi người tin rằng Đài Loan thuộc về Trung Quốc. Tuy nhiên, tôi có cảm giác rằng ngày càng có nhiều nước hiểu rõ tình thế thực tế của Đài Loan, rằng chúng tôi không phải là một phần của Trung Quốc, và những gì chúng tôi mong muốn chính là duy trì nguyên trạng hiện nay sao cho mối quan hệ giữa đôi bờ, eo biển có thể tiếp tục trong hòa bình và ổn định. Không chỉ kiểm soát thành công đại dịch, Đài Loan cũng đã giành được sự khen ngợi toàn cầu về tính minh bạch trong việc chia sẻ thông tin về các trường hợp nhiễm virus corona cũng như sự giúp đỡ các quốc gia khác đối với nguồn cung cấp như khẩu trang và ngay cả những nước không công nhận Đài Loan là một quốc gia. Đây là hình ảnh lô khẩu trang Đài Loan viện trợ các nước. Vào ngày 1 tháng 4, Đài Loan tuyên bố khởi động đợt viện trợ phòng chống dịch bệnh quốc tế đầu tiên, trao tặng tổng cộng 10 triệu chiếc khẩu trang y tế do Đài Loan sản xuất cho các nước như Mỹ và 11 quốc gia đang xảy ra đại dịch viêm phổi Vũ Hán nghiêm trọng ở khu vực châu Âu. Vào ngày 9 tháng 4, Đài Loan đã tuyên bố sẽ bắt đầu đợt viện trợ quốc tế thứ hai, trao tặng 6 triệu chiếc khẩu trang cho các quốc gia thành viên của châu Âu ở khu vực Bắc Âu, Trung Âu và Đông Âu. Các tiểu bang của Mỹ đang diễn ra dịch bệnh nghiêm trọng, các quốc gia ở khu vực Mỹ Latin và biển Caribe và các quốc gia trong chính sách hướng Nam mới của các nước bạn bè khác. Bộ Ngoại giao cũng cho biết, trong đợt viện trợ thứ hai này, Mỹ sẽ được trao tặng 1 triệu chiếc khẩu trang, 8 quốc gia gồm Slovakia, Áo, Thụy Điển, Đan Mạch, Slovenia, Estonia, Latvia và Lithuania được trao tặng 1,3 triệu chiếc. Tổng cộng số khẩu trang được trao tặng cho các nước trong chính sách hướng Nam mới là 1,6 triệu chiếc. Các nước được trao tặng bao gồm Indonesia, Philippines, Việt Nam, Úc, Ấn Độ, Myanmar, Malaysia, Singapore. Ngoài ra, Đài Loan cũng sẽ cung cấp tổng cộng 1,05 triệu chiếc khẩu trang cho 9 nước bang giao ở khu vực Mỹ Latin, biển Caribe và các vùng nước bạn bè, trong đó bao gồm Belize, Haiti, Honduras, Paraguay và một số nước khác. Trùng với danh sách trao tặng khẩu trang cho các nước bang giao trong đợt viện trợ đầu tiên. Sau khi đảm bảo nguồn cung khẩu trang trong nước và các nước liên quan đề xuất nhu cầu, Đài Loan mới triển khai trao đổi với các nước về vấn đề trao tặng khẩu trang. Tôn chỉ của công tác viện trợ khẩu trang là thực hiện mục tiêu Đài Loan có thể giúp đỡ. Chiến dịch viện trợ của Đài Loan tuy không ồn ào nhưng đã thu được thành quả nhất định. Đây là hình ảnh phiên họp lần thứ 72 của Đại hội đồng Y tế Thế giới tại Geneva, Thụy Sĩ diễn ra trước đó vào năm 2019. Trong khi Đức đặt mua khẩu trang từ Trung Quốc, đại lục, thì Đài Loan gửi tặng Đức 1 triệu chiếc khẩu trang. Nhưng điều đáng nói là Đức không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan. Từ trước đến nay, chưa có một thành viên chính phủ nào của Đức tới thăm Đài Loan hay trao đổi thư từ chính thức với chính quyền của Đài Bắc. Có thể thấy, từ trước đến nay,
Đức đã có cách tiếp cận chính sách một Trung Quốc phù hợp với cách hiểu và đáp ứng yêu cầu liên quan của Bắc Kinh. Nhưng mới đây, Bộ trưởng Bộ Y tế Đức Jens đã gửi thư tới chính quyền Đài Loan. Nội dung bức thư chỉ là thể hiện sự cảm ơn của chính phủ Đức về nghĩa cử trên của Đài Loan. Nhưng động thái này lại có ý nghĩa chính trị ngoại giao mới. Cử chỉ ngoại giao này chưa thể thay đổi cơ bản mối quan hệ giữa Đức và Đài Loan, nhưng là tín hiệu mong manh về khả năng có thể bắt đầu khác trước. Về phía Tổ chức Y tế Thế giới, tổ chức này đang mắc kẹt trong câu chuyện của Đài Loan. Tổ chức Y tế Thế giới đã nói rằng tư cách thành viên hoặc tham dự của Đài Loan hoàn toàn phụ thuộc vào các quốc gia thành viên. Tổ chức này cũng nói rằng đã liên lạc với các quan chức y tế Đài Loan và thông tin đang được chia sẻ. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Mike Pompeo gần đây đã nói, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới có quyền mời Đài Loan, nhưng ông Stephen Solomon thuộc văn phòng pháp lý của Tổ chức Y tế Thế giới nói rằng các tổng giám đốc chỉ mở rộng lời mời khi các quốc gia thành viên rõ ràng ủng hộ. Vì vậy, đây không phải là trường hợp thông thoáng, nhưng như nhà nghiên cứu Richard đã chỉ ra. Và Đài Loan trước đây cũng đã từng tham dự vào các chính thể phi nhà nước khác như chính quyền Palestine, Vatican và cũng có tư cách quan sát viên. Chúng ta đang nói về một quốc gia vì một lý do rất cụ thể đã bị loại trừ, bà nói như vậy. Và đại dịch viêm phổi Vũ Hán một lần nữa lột trần những hạn chế của một chế độ chuyên chế Trung Quốc trước nền dân chủ mạnh mẽ của Đài Loan. Hiện nay cũng chưa thể biết trong cuộc họp của Đại hội đồng Tổ chức Y tế Thế giới diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 5 năm 2020, Trung Quốc sẽ chia sẻ kinh nghiệm gì với thế giới? Là sự phong tỏa nghiệt ngã mà người dân Vũ Hán phải chịu đựng trong nỗi khốn khổ, cay đắng? Hay là sự tự do ngôn luận như việc kiểm điểm bác sĩ Lý Văn Lượng cùng đồng nghiệp, hay việc khiến các nhà báo nhân dân, những người đứng lên tiếng phản ánh sự thật đột nhiên bị mất tích? Hay là việc làm giảm nhẹ số liệu người tử vong và người mắc bệnh? Và việc sản xuất và xuất khẩu ồ ạt khẩu trang y tế kém chất lượng để xuất khẩu đi các nước nhằm tuyên truyền cho thể chế độc tài thu lợi nhuận trên những cái chết của hàng trăm nghìn người dân trên khắp thế giới. Và đó chính là bộ mặt thật của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Hai, ngày 18 tháng 5 năm 2020 với bản tin Đài Loan phá vòng vây từ Trung Quốc. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de